Lại nữa các thiên tử vì lìa sắc nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa này các thiên tử vì lìa sắc nên lìa pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn Pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp. Pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa pháp không nội, cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa thành đế khổ tập diệt đạo, vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa thanh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ này các thiên tử vì lìa sắc nên lìa bốn niệm trụ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo này các thiên tử vì lìa sắc nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện này các thiên tử vì lìa sắc nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân, vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân.